Thân ái kính chào quý thân tín hữu. Tôi mục sư Nguyễn Văn Hoàng vinh dự được đến với quý vị trong một loạt bài mới của chương trình Văn hóa niềm tin. Loạt bài này mang tên Linh âm giai điệu. Linh âm giai điệu là gì? Sự hài hòa của vũ trụ là âm nhạc rót vào tai. Âm nhạc là bộ môn nghệ thuật dùng âm thanh để diễn đạt. Vì tính cách đặc thù và đa dạng của các nền văn hóa, xã hội và ngôn ngữ, nên rất hiếm để có một sự đồng thuận về định nghĩa hay khái niệm đơn giản và phổ quát về âm nhạc. Nhưng rồi, ai cũng dễ dàng để đồng ý với ý tưởng cho rằng ngôn ngữ chung của nhân loại là sự đau khổ và âm nhạc đó. Âm nhạc được sáng tạo theo hai thể loại chính là thanh nhạc và khí nhạc. Khí nhạc dùng âm thanh của nhạc cụ thể hiện sự rung động qua cảm giác trừu tượng. Thanh nhạc dùng ngôn ngữ, giọng ca để thể hiện thơ, giọng ngâm, tiếng sáo đủ để chuyên chở ý tưởng, tình cảm và sứ điệp. Nhưng cần có giai điệu thì mới thấm vào lòng. Nếu thơ bắt nguồn từ nội tại chuyển ra ngoài cảnh giới thì âm nhạc ngược lại đã đến với con người thật ngẫu nhiên bằng tiếng gió gào, sóng vỗ, suối reo và từ đó tác động vào tâm hồn ta. Thơ nhạc là những giá trị tinh thần cần được bảo trì và phát huy. Nhưng hãy cẩn thận với âm nhạc trong sinh hoạt văn nghệ là các nghệ thuật rất dễ bị lạm dụng, đưa tâm hồn chúng ta vào vùng ảnh hưởng tối tăm. Tác giả âm thầm của âm nhạc lặng lẽ đưa quan niệm, triết lý qua những ca từ trong bài hát vào trong tâm trí một cách vô thức, làm dao động niềm tin. Đó là sự tinh vi. Đó là quỷ kế mà Lucifer, vì thiên sứ đã kiêu ngạo mà sa ngã trong sứ mạng đặc trách việc hướng dẫn cả người vua thiên đàng. Và rồi, hắn đã và đang liên tục dùng chính cái tài năng âm nhạc Chúa ban cho để dụ dẫn, để lôi kéo nhiều thế hệ vào sinh hoạt văn nghệ qua nhiều hình thức muôn hình vạn trạng nhằm mục đích chống nghịch lại đấng mình tôn thờ và phục vụ. Đó chính là bản chất của loại nhạc thịnh hành mà ca từ chỉ lặp đi lặp lại cái ý tưởng nhằm thỏa mãn bản tính xác thịt, không có sự kềm chế về cảm xúc, thật tương phản, trái ngược với lời dạy của Chúa. Có thể cho rằng chỉ nghe giai điệu chứ không để ý đến lời ca của bài hát đó được, nhưng thật ra tiếng nói của xác thịt trong chúng ta có dư mãnh lực khiến chúng ta hành động theo nó. Trên bước đường theo Chúa, quý vị và các bạn muốn thở than với câu hát một ngày như mọi ngày. Ngày nào cũng nghe, cũng thấy những tàn phai. Nuôi dưỡng ý tưởng đó thì làm sao thấy được một quang cảnh của một người có đức tin. Người có niềm tin ở Thiên Chúa thấy rằng mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Chúa là lớn lắm. Đó là sự tương phản trong âm nhạc của một người có niềm tin và một người không có niềm tin. Giê-xu dắt tôi bởi tay Giê-xu hằng dẫn dắt tôi, nguyện làm môn đồ tín trung suốt đời, bởi vì có bàn tay, có dấu đinh của Chúa hằng dẫn dắt tôi trọn đời. Quý vị thấy rõ sự tương phản. Nghĩ đến cõi tương lai trước ngưỡng cửa sự chết, quý vị và các bạn muốn hát câu hát nào? Bố của tôi đã lặp đi lặp lại câu hát này cho đến khi truốc hơi tàn. Ông cụ hát cho đến qua bên kia bờ rồi, ngày đêm hoang lạc thảnh thơi. Cho đến qua bên kia bờ rồi, ngày đêm hoang lạc thảnh thơi.
Bên kia bờ là chỗ Chúa có Thế Giê-xu sẵn sàng tiếp đón ba tôi về với Chúa. Thiên đàng không phải chỉ là một cái bóng xa vời. Một người nằm xuống chỉ thấy thiên đàng như là một cái bóng ngã dài xa xa đâu đó. Nhưng người có Chúa có thể thấy bàn tay của Chúa đưa ra và bước vào trong sự nghỉ ngơi thảnh thơi. Cho đến khi qua được bên kia bờ rồi, ngày đêm hoang lạc thảnh thơi, nếu không để câu hát đó vào lòng, thì quý vị sẽ thường sẽ lặp lại câu hát này: kéo ta về, về cõi hư vô. Hư vô là đâu mà muốn kéo về nơi đó? Lời Chúa dạy, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, và Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với xác thịt. Nhưng kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếu anh chị em sống theo xác thịt thì phải chết. Song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể thì anh chị em sẽ sống. Đây là vấn đề cần được quan tâm lưu ý đến. Vậy ai tưởng mình đứng vững thì hãy coi chừng cái bị ngã đấy. Có thể nói, chỉ cần nhìn những gì quý vị và các bạn nghe và xem mỗi ngày thì biết được tình trạng tinh thần và thuộc linh của quý vị và các bạn ở mức độ nào. Cầu xin Chúa ban phước và giúp chúng ta sống trong Thánh Linh của Ngài như lời Chúa kêu gọi. Tôi tìm thấy bốn chữ: linh, âm, giai điệu. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Linh, âm, giai điệu là dòng thánh kinh âm nhạc ngân nga, vang vọng, vang vẳng trong tâm hồn. Thích chưa? Tôi nghĩ là quý vị cảm hóa được ngay cái dòng tư tưởng đó. Linh, âm, giai điệu là dòng thánh kinh âm nhạc ngân nga, vang vọng trong tâm hồn. Thánh ca là bài hát thiêng liêng được xây dựng trên quyền năng và lời dạy của Thánh Kinh. Người được thấm nhuần lời Chúa được dư dật sự khôn ngoan để nhận lãnh ân tứ sáng tác những ca vịnh, những thơ thánh nhằm mục đích ca ngợi Đức Chúa Trời. Và qua đó, cả cộng đồng dân Chúa được gây dựng. Ca vịnh, thơ thánh được viết ra từ những tâm hồn cao cả của những đời sống dâng hiến cho Chúa. Họ có tài năng để đạt danh vọng ở đời, nhưng lại không dùng vào mục đích tìm kiếm danh lợi quyền hay mưu cầu hạnh phúc lợi lộc cá nhân. Có những bài thánh ca được viết bằng nước mắt của những nỗi đau thương mất mát lớn nhất trong cuộc đời. Thế nhưng trong cơn tuyệt vọng, sầu khổ, chính tác giả của những bài thánh ca đó đã cảm tác những vần thơ tuyệt vời, thể hiện niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Đó là những bài thánh ca đã làm rơi lụy hàng triệu người trên thế giới và kêu gọi nhiều người dâng mình cho Chúa. Cầu xin Thần Linh của Chúa an ủi, cảm hóa lòng người nghe cách dịu dàng thân ái. Cầu xin thần quyền của Chúa thôi thúc nâng cao tinh thần để tâm hồn sẵn sàng hiến dâng mỗi khi chúng ta ca hát ngợi khen Chúa. Chúa muốn mỗi đời sống là một bài trường ca cho Ngài. Chúa muốn mỗi gia đình, mỗi nhóm nhỏ và mỗi hội thánh là ban hợp xướng tôn vinh ca ngợi Chúa, để lời của Chúa thấm vào lòng và dần dần linh âm giai điệu trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống đức tin. Trong các bức thư viết cho thân tín hữu, thì sứ đồ Phao-lô đã khích lệ con dân Chúa hãy tôn vinh ca ngợi Thiên Chúa bằng giai điệu thể hiện sự giao duyên giữa thi và nhạc. Nguyện xin lời của Chúa. Nguyện xin lời của Chúa cứu thế Giê-xu ở đầy trong lòng anh chị em. Lời của Chúa ở đầy trong lòng anh chị em thì anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan để làm những công việc gây dựng cho chính mình qua linh âm giai điệu, là những công tác như thế này.
hãy dùng ca vịnh này, thơ thánh này, bài hát thiêng liêng này mà dạy và khuyên nhau. Làm sao ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy được? Ấy thế mà dạy và khuyên được vì nó có cái chất âm nhạc trong đó. Dễ hài hòa lòng người qua giai điệu, qua âm nhạc. Và đó chính là những người được đầy ơn Ngài. Và khi được đầy ơn Ngài thì làm gì thưa quý vị? Vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời, ngợi khen Đức Chúa Trời. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, sướng hoại cùng nhau và hết lòng hát mừng, ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa, bài hát thiêng liêng, ca vịnh thơ thánh, linh âm giai điệu đã được thiết kế trên Caravan và được đăng trên YouTube và cả trang mạng của Việt Christian Sống Đạo Online để sẵn sàng cho quý vị truy cập bằng điện thoại hoặc các máy vi tính cá nhân. Kính mời quý vị viếng thăm phần giai điệu trên trang vanhoaniemtin.com hoặc thánh ca của Việt Christian và trang âm nhạc của Sống Đạo để thực hiện ngay điều lòng mình hằng mong ước. Điều lòng mình hằng mong ước là gì? Hễ tôi còn sống chừng nào thì tôi sẽ hát sướng cho Đức Giê-hô-va bấy lâu. Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời của tôi chừng nấy. Mà làm sao hát bây giờ nếu không có ai đàn cho mình? Đừng để cái việc đàn ngăn cản việc xuất phát từ tấm lòng mình, tấm lòng muốn ngợi khen Chúa. Caravan, Cara Thánh Ca sẽ giúp cho quý vị được ca ngợi Chúa một mình. Không cần ai mời, không cần phải sân khấu, không cần phải đèn màu, không cần phải có tiếng vỗ tay. Chúa chứng kiến linh âm giai điệu trỗi lên trong tấm lòng của quý vị thì quý vị sẽ nói rằng hễ tôi còn sống chừng nào thì tôi sẽ hát sướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng đấy mà không cần đến tiếng vỗ tay khen ngợi. Tôi đề nghị quý vị hãy truy cập YouTube, hãy lên Việt Christian, hãy vào Sống Đạo Online. Ở nơi YouTube quý vị có thể dùng youtube.com/mục sư hoàng. Quý vị sẽ tìm được bài hát này. Bài hát linh âm giai điệu. Cảm ơn Chúa quý vị đã lắng nghe, đã hòa lòng vào trong một ca khúc đã trở thành linh âm giai điệu. Ước mong được gặp gỡ quý vị trong một ca khúc được nằm trong danh sách của linh âm giai điệu lần đến. Tâm tôi hằng vắng vắng linh âm giai điệu, lời Giê-xu êm ái quyền lớn. Đừng kinh sợ chỉ có ta đang lo liệu, trầm bổng trên cuộc thế thăng trầm. Giê-xu, Giê-xu, Giê-xu tốt đẹp bấy hồng dài, Ngài làm cho tôi thoa tình, mừng hát trong mọi bước thiên trình. Tay nhân từ đưa dắt qua cơn ba đào, dọc đường gặp thử thách lao đao. Dù băng đèo lên dốc xuống thác qua hào, nhìn dấu chân Ngài quyết bước theo. Giê-xu, Giê-xu, Giê-xu tốt đẹp ấy hồng danh, Ngài làm cho tôi thoát tình,
mừng hát trên mọi bước thiên trì. Nay mai Giêsu đến tiếp rước tôi về, vượt trùng trùng tình tú bay tới, cùng nhau vào vương quốc sang chói trên trời, cùng Chúa cai trị đến muôn đời. Giêsu, 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 tốt đẹp bấy hồng danh, Ngài làm cho tôi thoát tình, mừng hát trên mọi bước.